Bộ Công an tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn Thuận An. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can là Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An và 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ, quản lý, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án gói thầu có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An. Ngày 16 tháng 4, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn km 0 đến km 20+500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận, chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng, thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, dự án và gói thầu số 3. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ký văn bản số 2163 Ủy ban nhân dân đầu tư xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn, giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra báo cáo các dự án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, báo cáo các dự án gói thầu do doanh nghiệp nêu trên và các đơn vị thành viên thực hiện tại Phú Yên. Ở Quảng Nam, tiến hành khẩn trương rà soát các công trình dự án có liên quan đến tập đoàn Thuận An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành văn bản số 2647 UBND-KTN ngày 16 tháng 4 năm 2024 gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Văn bản nêu rõ, qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có ý kiến về vấn đề này. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát tất cả các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, nhà thầu, nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Khởi tố Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An. Theo Cổng Thông tin Điều tra Bộ Công an, căn cứ vào kết quả điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 bị can.
1. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3 điều 222, khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự. 2. Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự. 3. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự. Khởi tố giám đốc, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 4. Ông Nguyễn Văn Thạo, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. 5. Ông Đào Văn Cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Văn Thạo và ông Đàm Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. 6. Ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và các lệnh nêu trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung toàn bộ lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Chúng tôi, những người tổng hợp chương trình, sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất của vụ án đến quý vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tai tiếng nhất cả nước bị khai trừ ra khỏi đảng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cá nhân khác cũng có quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng. Vào ngày 9 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai, theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các cá nhân Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các cá nhân ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, các cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 3, ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Duy Thành là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duy nhất trên cả nước có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.
Ông Lê Duy Thành cũng là một trong những chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có phiếu tín nhiệm thấp lên đến 53,19% phiếu tín nhiệm thấp, 40,43% phiếu tín nhiệm cao, 4,26% phiếu tín nhiệm. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công khai, trong đó ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là trường hợp duy nhất trong số 28 chức danh nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì thực hiện miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với các chức vụ đó. Như vậy, trong trường hợp này, ông Lê Duy Thành có thể xin từ chức hoặc Hội đồng Nhân dân sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá theo 3 mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm, không tín nhiệm. Nhưng ở đây, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chỉ còn 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm. Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm thì Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định việc miễn nhiệm. Như vậy, ở nhiệm kỳ này, đến nay ông Lê Duy Thành là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duy nhất trong cả nước nhận trên 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp. Có hay không sai phạm ở Quảng Nam? Vì sao Quảng Nam miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị thân mến, mới đây, ông Phan Việt Cường thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường. Và sáng ngày 8 tháng 4, tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, các đại biểu đã biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường. Kết quả 100% đại biểu có mặt đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường. Trước đó, ông Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, ông Cường từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và một số cán bộ. Cùng với đó, kỷ luật khiển trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có nêu rõ nguy cơ gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước. Tại kỳ họp đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch. Quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phan Việt Cường, 60 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị. Trước đó, ông đã kinh qua các chức danh như là Phó Chánh Thanh tra, rồi Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Tháng 9 năm 2015, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. 2016, ông Cường trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 1 năm 2019, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ tỉnh đã bầu ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 7 năm 2019, ông trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, ông Cường lại được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ này. Và tháng 6 năm 2021, ông Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật trong thời gian tới. Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Những cuộc đấu thầu mờ ám tại CDC Khánh Hòa. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vừa qua công tác phòng chống tham nhũng đã có kinh nghiệm là làm liên tục, bền bỉ, bài bản, trở thành yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ thường xuyên, một xu thế, một phong trào không làm không được, không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ. Quý vị thân mến, trong khi cả nước chống dịch, Nguyễn Thanh Long lại hỗ trợ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm. Vụ Việt Á gây thiệt hại rất lớn là tiền thuế của người dân đóng góp. Việt Á đã gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Việt Á đưa hối lộ cho các cựu quan chức trong vụ án này là hơn 106 tỷ đồng. Kết luận của vụ án này, nhóm bị cáo phạm tội nhận hối lộ, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận mức án 18 năm tù, Phan Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận mức án 13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhận mức án 14 năm tù. Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế lĩnh án 9 năm tù. Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế lĩnh án 7 năm tù. Mới đây, ngày 4 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ấn định thời gian tổ chức xét xử vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa, CDC Khánh Hòa. Vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 9 tháng 4 năm 2024 tới đây. Nhận hàng trước, hợp thức hồ sơ sau. Trước đó, vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc, Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phan Phương Ngọc, Nhân viên Khoa Dược, Vật tư Y tế, Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam, Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Dự án VNDAT, Cao Văn Trường, Chủ hộ Kinh doanh Cơ sở Phong Phú đã có sai phạm trong thực hiện các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước. Quá trình điều tra, vụ án xác định được các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu gồm Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy, Mai Thị Minh Truyền, Kế toán trưởng, Lương Thị Trong, Phó trưởng Khoa Dược, Vật tư Y tế và các thành viên tổ chuyên gia thẩm định gồm Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc, Mai Thị Phước Tâm, viên chức phòng kế hoạch nghiệp vụ và Trần Thị Thu Vân, kế toán viên phòng tài chính kế toán và các nhân viên khoa dược vật tư y tế bao gồm Phan Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Thanh Phong, Phan Phương Ngọc đã có hành vi vi phạm pháp luật. Những người nói trên đã không thực hiện đúng quy trình thủ tục trong công tác tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm các loại hàng hóa tại CDC Khánh Hòa trong năm 2020-2021 phục vụ phòng và chống dịch bệnh COVID-19. Quá trình mua sắm các hàng hóa
phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Huỳnh Văn Dõng đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế được ký gửi vật tư giao hàng trước để CDC Khánh Hòa sử dụng. Sau đó, Dõng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua bán để thanh toán tiền cho các doanh nghiệp. Chủ trương cho phép nhân viên liên hệ mượn hàng của một số doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế, yêu cầu đơn vị cung cấp trúng đấu thầu giao hàng trước để CDC Khánh Hòa sử dụng ngay từ khi có kết quả chấm thầu. Số lượng lớn các gói thầu cần phải thực hiện để có đủ các loại sinh phẩm hóa chất vật tư y tế để sử dụng trong thời gian ngắn, gấp, nên hồ sơ thủ tục của nhiều gói thầu thiếu thành phần, một số được hợp thức sau đấu thầu không đúng thực tế, lộ diện nhiều hành vi gian dối. Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố cũng thể hiện Huỳnh Văn Dõng và Trần Quốc Huy thông đồng với Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc phòng dự án VNDAT và Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc VNDAT thực hiện trái quy định của pháp luật về đấu thầu 5 gói tổng giá trị là 14,2 tỷ đồng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 để thanh toán cho số lượng các bộ hóa chất tách chiết IVD mà công ty VNDAT đã cung cấp trước đó cho CDC Khánh Hòa sử dụng trước khi đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty VNDAT hưởng lợi bất hợp pháp gây hậu quả thiệt hại về tài sản nhà nước số tiền hơn 9,8 tỷ đồng. Riêng Cao Văn Cường là chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú có hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật và làm sai lệch thông tin hồ sơ tài liệu đấu thầu bằng cách làm và sử dụng con dấu tài liệu giả của các hộ kinh doanh, cố ý lập khống hợp đồng nhân sự, hợp đồng kinh tế và giả mạo chữ ký để cung cấp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ đề xuất đảm bảo các điều kiện về nhân sự, năng lực tham gia đấu thầu và được xét trúng thầu 37 gói thầu tại CDC Khánh Hòa có tổng giá trị hơn 17,3 tỷ đồng. Hành vi của Cao Văn Cường gây hậu quả thiệt hại về tài sản nhà nước số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huỳnh Văn Dõng đã ký duyệt các kế hoạch mua sắm để Phan Phương Ngọc thực hiện mua một số loại môi trường vận chuyển Hàn Quốc và ký phê duyệt toàn bộ các quyết định liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua loại hàng hóa này của công ty cổ phần dược phẩm Tường Khuê trái quy định để tạo điều kiện cho công ty Tường Khuê trúng 4 gói thầu cung cấp môi trường vận chuyển virus Hàn Quốc và hưởng lợi bất hợp pháp gây thiệt hại về tài sản của nhà nước số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Về những cuộc đấu thầu mờ ám tại CDC Khánh Hòa và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến cho quý vị. Hậu pháo xẻ thịt sân bay Nha Trang, hàng loạt cán bộ cấp cao của tỉnh Nhúng Chàm. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, tập đoàn Phúc Sơn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng lại trúng đấu thầu rất nhiều dự án lớn ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, đặc biệt chỉ riêng tại Nha Trang, Khánh Hòa. Những hoạt động của tập đoàn này đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra rất nhiều sai phạm, trong đó Phúc Sơn đã xẻ thịt sân bay Nha Trang và một số dự án dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Tính chất và quy mô vụ án rất lớn. Ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng 3 cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều mùng 2 tháng 3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024, do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, dư luận và báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay, nhưng đến tháng 2 năm 2024, cơ quan chức năng mới có thể làm rõ. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu là xây lắp ở huyện. Công ty này bắt đầu vươn mình từ năm 2015 với nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện có phó tổng giám đốc tập đoàn mới học xong chương trình lớp 4. Tại Khánh Hòa, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 hectare. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang, bộn bề.
Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, hai Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một loạt các lãnh đạo của tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng có liên quan. Tất cả những thông tin cho thấy tính chất và quy mô của vụ án này là rất lớn. Phúc Sơn có quá nhiều sai phạm. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở Nha Trang, Khánh Hòa có 3 dự án BT xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. 3 dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm có dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Tại 3 dự án này, tỉnh Khánh Hòa đã giao đất thanh toán để hoàn vốn cho Phúc Sơn. Trong đó, dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang, tổng mức vốn dự kiến đầu tư là 725,3 tỷ đồng. Đất thanh toán hoàn vốn đã giao 4,07 hectare với giá trị đất tạm tính là hơn 741,6 tỷ đồng. Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội dự kiến tổng số vốn đầu tư là 1.378,9 tỷ đồng. Đất hoàn vốn đã giao 5,37 hectare. Tổng giá trị đất tạm tính là 1.358,4 tỷ đồng. Dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, tổng vốn dự kiến đầu tư là 1.180,1 tỷ đồng. Đất thanh toán đã giao là 9,68 hectare với tổng giá trị đất tạm tính là 1.099,25 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đã kết luận 3 dự án BT của tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm, đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017, mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394,4 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập thẩm định phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công và làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn vào tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất và không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Từ tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định giao toàn bộ hơn 62,3 hectare đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn thuê đất để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch Nha Trang mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm luật đầu tư. Riêng việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án khu trung tâm và điều chỉnh cục bộ dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch Nha Trang theo đề nghị của Phúc Sơn đã vi phạm quy hoạch chung của thành phố Nha Trang theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và vi phạm quy hoạch phân khu do chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt trước đó. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án đô thị và dự án BT đổi đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị
Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014. Chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án mới chỉ thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn. Hai dự án trên đều gây rất nhiều khiếu nại, tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên, có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn được hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Khánh Hòa có tới 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh phải vào tù. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 9 bị cáo đều là cựu lãnh đạo tỉnh Nha Trang về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án Mường Thanh - Viễn Triều, khu vực Bãi Dương, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011-2016, 5 năm tù và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với nhiều mức án khác nhau. Trước đó, ông Thắng và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phạt tù trong 3 vụ án khác. Tổng hợp cả 4 bản án này, ông Thắng bị phạt 22 năm 6 tháng tù. Ngoài ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2021 cũng phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Gold Gates số 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang. Trước đó ông Vinh cũng nhận án tù trong 2 vụ án khác. Tổng hình phạt ông Vinh phải nhận là 13 năm 6 tháng tù. Tháng 8 năm 2019 tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, ông Lê Thanh Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, hai nhiệm kỳ từ năm 2010-2015 và 2015-2020, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giao đất cho thuê đất, giao rừng cho thuê đất rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ẩn số trong cuộc chiến chống tham nhũng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tình hình đốt lò năm nay nóng quá, mạng xã hội dạo gần đây có một cụm từ rất hot, đó chính là đốt lò. Chúng tôi rất ấn tượng vì cụm từ này. Quý vị có bao giờ thắc mắc về nó hay không? Đốt lò là gì? Nó có đơn giản chỉ là đốt củi, đốt than để nấu cơm hay không? Hay nó còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào khác? Từ năm 2013, từ đốt lò được sử dụng nhiều để ám chỉ về việc chính quyền xem xét, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật của một số đối tượng quan chức, cán bộ, công quyền và sau này được mở rộng ra các thành phần khác, kể cả giới doanh nhân. Chiến dịch đốt lò được hiểu là chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô lớn do lãnh đạo Đảng khởi xướng. Mục tiêu ban đầu là phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ Đảng. Chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Hơn 10 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình chỉ đạo Ban Trung ương về phòng chống tham nhũng từ Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu sang mô hình Ban chỉ đạo thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu, nhân dân đã thấy được một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ. Chưa bao giờ kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta lại chứng kiến một thời kỳ nở rộ quan tham như lúc này. Phải chăng cơ chế thị trường đã cuốn một bộ phận không nhỏ vào vòng xoáy tiền tài, danh vọng để rồi sẵn sàng vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, củi tươi, củi khô hay thép hạng sang thì cũng sẽ bị đưa vào lò như hiện trạng chúng ta đang thấy. Không liêm, không sạch thì trên bảo dưới không nghe. Không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao tề gia trị quốc bình thiên hạ được.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Những ngày vừa qua, chúng tôi khi tổng hợp những chương trình này cảm thấy rất buồn, rất đau khi đất nước đã đấu tranh bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng xương máu của ông cha ta mới có thể có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Hạnh phúc an nhàn lại khiến cho con người ta trở nên lầm lỗi, đi sai đường. Chợt chúng tôi nhớ rằng Bác Hồ từng dạy, nhiệm vụ của nhà báo là phò chính trừ tà. Câu nói của Bác có nghĩa là làm nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Bác yêu điều gì nhất? Bác chỉ trả lời, Bác yêu điều thiện, ghét điều ác. Người sợ điều gì nhất? Người cách mạng chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Điều Bác mong muốn nhất chính là hòa bình cho Việt Nam, Đông Dương và cho toàn thế giới. Chúng tôi và cả quý vị hãy là những nhà báo chân chính của Việt Nam như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Chưa bao giờ Đảng xử lý nghiêm minh và nhiều cán bộ cao cấp bị xử lý như vậy. Sự quyết tâm quyết liệt đó thể hiện ở thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý hơn 170 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cao cấp bị xử lý hình sự, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chia sẻ, để đạt được những kết quả to lớn trong công tác phòng và chống tham nhũng như ngày hôm nay là nhờ vào vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo của nhân dân, báo chí, sự gương mẫu, sự quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, sự đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn. Do đó, đây là nhân tố hàng đầu quyết định đến sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó còn có vai trò cực kỳ to lớn của nhân dân, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết. Không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, hàng triệu lỗ tai, cảnh giác quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã từng chỉ dạy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu rất đau xót khi phải xử lý kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, nghiêm minh của pháp luật, vì niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước và chế độ, cho nên buộc phải làm. Và đây là quyết tâm rất lớn của Tổng Bí thư, lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong việc xử lý tham nhũng tiêu cực. Chúng ta đã nhắc rất nhiều về công tác phòng chống tham nhũng, nhưng vấn đề về đời tư của Tổng Bí thư như thế nào thường rất ít được chia sẻ. Và làm sao để Bác có thể làm được những điều như ngày hôm nay? Hãy cùng Điều Cần Biết tìm hiểu về lý lịch của Bác để hiểu rõ hơn về con đường mà Tổng Bí thư đang đi. Tổng Bí thư không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Được sinh ra trong một gia đình bần nông, nhưng với ý chí vươn lên, học hỏi, không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư đã trở thành một giáo sư, tiến sĩ chính trị học, mang khả năng lý luận sâu sắc và nguồn tri thức vốn có của mình để phục vụ cho Đảng, cho nhà nước và nhân dân. Dù Tổng Bí thư đã gần 80 tuổi và chỉ còn 19 ngày nữa là Tổng Bí thư của chúng ta sẽ tròn 80 tuổi, cả một cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Bác từng chia sẻ, Bác rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình với nhiều thế hệ phục vụ cách mạng, tham gia làm chính trị, nên từ nhỏ Bác đã được thừa hưởng sự yêu thích tìm hiểu về nền chính trị và các vị lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ. Và Tổng Bí thư của chúng ta là một người vô cùng giản dị khi chứng kiến bộ vest mà Tổng Bí thư mặc để tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vào năm 2018 cũng chính là bộ vest mà Bác đã mặc 12 năm trước, mà Bác đã mặc khi còn là người đứng đầu Quốc hội. Một vị đại biểu Quốc hội từng nhận xét về trang phục của Tổng Bí thư như sau: ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, còn lại thì Bác thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo đã cũ đến sờn hết cả vai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho chúng tôi thấy
phong cách ăn mặc giản dị, một tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo từng nói về Bác Hồ như thế này: Bác Hồ nghèo lắm, dù là lãnh tụ của một nước. Bác Hồ là tấm gương đạo đức trong sáng về cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Người rất ghét những hành động tham ô, lãng phí, lấy của công làm của tư, dù đó là ai, ở cấp nào. Bác yêu cầu chỗ ở cho Bác khi còn ở trên chiến khu: trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui, tiện đường sang tổng bộ, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng gió, kín mái, gần dân không gần đường, lán của Bác chỉ rộng bằng khoảng 2 chiếc chiếu. Kháng chiến thắng lợi trở về thủ đô, Bác không về ở trong ngôi nhà toàn quyền cũ vì Bác bảo: Bác chưa không phải vua, chủ tịch một nước còn nghèo, chưa có quyền hưởng thụ quá mức trung bình của người dân. Bác quyết định chọn cho mình ngôi nhà của thợ điện ngày trước. Chúng tôi đã rất xúc động khi được tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù đã hơn 70 năm trôi qua sau khi đất nước giành lại được độc lập, sống trong xã hội đầy đủ mọi tiện nghi, vật chất, nhưng chúng tôi lại đang nhìn thấy bóng dáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hiện tại, ngay tại thời bình. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi, và có lẽ cũng của rất nhiều người, mới biết đến về việc người đứng đầu của Đảng và gia đình vẫn đang sinh sống tại một căn nhà công vụ nằm trên một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một tài sản của Đảng cấp từ thời Tổng Bí Thư còn làm lãnh đạo thành phố Hà Nội. Chúng tôi thật sự rất xúc động với hình ảnh này, hình ảnh mà Tổng Bí Thư nghẹn ngào mỗi khi phát biểu và nhắc rất nhiều về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các ngày lễ lớn của quốc gia, của dân tộc. Những ngày lễ kỷ niệm này, ngày thành lập Đảng hay ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy một tình cảm vô cùng quý báu, một sự kính trọng không chỉ của Tổng Bí Thư mà còn của toàn Đảng, toàn dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Giống như cảm xúc của chúng tôi khi tiến hành tổng hợp bài viết này, cũng nghẹn ngào, đầy kính trọng khi biết rằng một chính trị gia của một đất nước trong thời bình lại giản dị đến vậy, gần gũi đến vậy. Qua tấm hình chụp được khi ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, một nơi làm việc thật đơn sơ và bình dị. Căn phòng đó là nơi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm việc hàng ngày. Nhìn qua, tuyệt nhiên không thấy tranh tượng hay những bộ bàn ghế xa hoa. Còn nếu để ý kỹ hơn, sẽ thấy cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt ở căn phòng ấy chính là sách, rất nhiều sách. Sách trên kệ, sách trên bàn làm việc. Trên tường có một bức ảnh Bác Hồ. Đúng là một căn phòng bình dị. Với cương vị đảm nhiệm 3 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng Bác vẫn sử dụng xe công vụ, vốn là chiếc xe Toyota Crown cũ đời 1998, có tuổi đời 26 năm. Chúng tôi đang thấy một người học trò cực kỳ xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây, mảnh đất hình chữ S yêu dấu, nơi ghi nhận sự hy sinh xương máu của cả dân tộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc của Tổng Bí Thư khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Tại sao trong thời đại này, ở vị trí này lại còn có một người bình dị đến vậy? Phòng làm việc của một Tổng Bí Thư của cả một đất nước thực sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Đó chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng và Nhà nước. Chiến tranh không phải là chỉ ở chiến trường, mà chiến tranh còn diễn ra ngay ở trong thời bình. Tổng Bí Thư đã từng nói, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Chúng ta nhìn thấy kết quả này ở những năm gần đây, việc Đảng và Nhà nước cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu sớm, bố trí công tác khác với những cán bộ diện trung ương quản lý. Bác Hồ từng dạy, trong hoàn cảnh đủ đầy này, những đầy tớ của nhân dân lại tiêu xài lãng phí, xa hoa, tích trữ cho bản thân, nhưng vung tay với tài sản công thì chính là có tội với dân, với nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất.
Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên để cho người khác làm. Và dưới đây là tiểu sử về đồng chí Tổng Bí Thư mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, sinh ra ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổng Bí Thư là giáo sư, tiến sĩ, chính trị học, chuyên ngành xây dựng đảng. Trong quá trình công tác, bác đã nhận được rất nhiều khen thưởng, huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp văn hóa, huy chương vì sự nghiệp báo chí, huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12 và tham gia vào Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Quá trình công tác của Tổng Bí Thư năm 1967 đến năm 1968 là cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học Tập, nay là tạp chí Cộng sản. Năm 1968 đến năm 1973, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Năm 1973 đến năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chi ủy viên. Năm 1976 đến năm 1980, cán bộ biên tập Ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Năm 1980 đến năm 1981, học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1981 đến năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa xây dựng Đảng, Học viện Hàn Lâm, khoa học xã hội Liên Xô. Năm 1983 đến năm 1989, phó ban xây dựng Đảng, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư Đảng ủy, rồi bí thư Đảng ủy, cơ quan tạp chí Cộng sản. Năm 1989 đến năm 1990, ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1990 đến năm 1991, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1991 đến năm 1996, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Năm 1994 đến nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1996 đến năm 1998, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban, cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Năm 1997 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Năm 1998 đến năm 2000 phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng. Năm 1999 đến năm 2001 tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Năm 1998 đến năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách công tác lý luận của Đảng. Năm 2000 đến năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Từ năm 2002 đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Từ năm 2006 đến năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Năm 2011 đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, các khóa 11, 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Năm 2013 đến nay, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2016 đến nay, tham gia vào Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Vì sao chống tham nhũng quyết liệt như vậy, nhưng căn bệnh trầm kha này vẫn có vẻ ngày thêm nặng? Số đối tượng trong một vụ án, số tiền đưa, nhận hối lộ, khủng chưa từng thấy. Mấy năm trước, một cựu bộ trưởng nhận hối lộ 3 triệu đô, dư luận đã thấy số tiền quá lớn. Nhưng bây giờ, Đỗ Thị Nhàn, vốn là cục trưởng, thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu đô, tương đương với 130 tỷ đồng. Chỉ một thư ký của thứ trưởng cũng đã nhận hối lộ lên đến hơn 42 tỷ đồng, thật khủng khiếp.
Chống tham nhũng tiêu cực là việc khó, nhạy cảm nhưng không có nghĩa là không làm được. Khi toàn đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyết tâm cao, thật sự không còn vùng cấm, tin rằng thứ tệ nạn này nhất định sẽ bị đẩy lùi. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã phát huy được những hiệu quả rất rõ rệt. Hãy cùng Điều Cần Biết theo dõi 6 đại án tham nhũng tiêu cực lớn trên một số lĩnh vực. Vụ thứ nhất đó là công ty Việt Á sai phạm trong lĩnh vực y tế. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực y tế, chuyên môn sâu. Trong vụ án này, các cơ quan đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can, trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy, một Thứ trưởng, một trợ lý Phó Thủ tướng và nhiều cán bộ, cấp vụ, cục, lãnh đạo các tổ chức cơ sở y tế địa phương. Thứ hai, vụ án tại tập đoàn FLC thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC là vụ án điển hình về sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Đến nay, các cơ quan đã khởi tố một vụ án, 21 bị can, đồng thời kết luận điều tra giai đoạn 1, đề nghị truy tố. Thứ ba, xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh là điển hình sai phạm trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Các cơ quan đã đưa ra kết luận điều tra, ban hành báo cáo truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ thứ tư liên quan đến công ty AIC sai phạm trong đấu thầu, đấu giá. Vụ án liên quan đến công ty AIC là điển hình sai phạm trong đấu thầu, đấu giá, đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ đại diện tỉnh ủy quản lý. Thứ năm, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong đại án này, các cơ quan đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. Thứ 6, vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm. Vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương là điển hình cho sai phạm về tham nhũng vặt có tính hệ thống kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Những điểm sáng trong điều tra và xử lý tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, lần đầu tiên đã khởi tố điều tra truy tố tội tham ô tài sản ngay cả đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đó là bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng lần đầu tiên điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả những đối tượng đang bỏ trốn. Đặc biệt trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô mà Trương Mỹ Lan hối lộ để làm quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Từ đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, Phó Ban Nội chính Trung ương cũng cho hay, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm trong các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chủ trương được áp dụng đúng, không bị lợi dụng, làm sai, làm lệch để bỏ lọt, đảm bảo tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo bị bác Trọng cho vào lò? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, nhìn lại chặng đường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực là vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp giữa đồng bộ xây và chống, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục, giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
và cán bộ, gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu đảng, của toàn đảng và của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Thời gian gần đây, đối với các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng xảy ra với một số tiền thiệt hại rất lớn, đặc biệt lớn, hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực lớn bị xử lý trong thời gian qua, chẳng hạn như vụ công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là công ty AIC, vụ chuyến bay giải cứu, vụ kit test Việt Á, hay là vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Tân Hoàng Minh, hay là tập đoàn FLC, hàng loạt các cán bộ cao cấp lần lượt bay ghế và phải chịu những hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật Việt Nam về những vụ án tham nhũng lớn với con số lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cũng bị bác Trọng cho vào lò đốt tham nhũng một cách triệt để, không khoan nhượng, không ngoại lệ, không có vùng cấm. Mới đây nhất là vụ việc ông Võ Văn Thưởng xin từ chức Chủ tịch nước khi mới nhận chức được hơn một năm vì nhiều lý do nên phải chịu trách nhiệm. Vậy sau ông Thưởng, ai sẽ là người tiếp theo mà bác Trọng cho vào lò? Những nhân vật tầm cỡ nào đang bị rơi vào tầm ngắm? Mới đây nhất, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 thực hiện các nội dung cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Một năm qua, cả nước đã chứng kiến rất nhiều đại án làm chấn động cả nước. Thứ nhất, kỷ lục về số tiền đưa và nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Nữ đại gia này bị cáo buộc sử dụng hệ sinh thái khoảng 1.000 công ty để lập khống các hợp đồng tín dụng, rồi rút 1 triệu tỷ đồng ra khỏi ngân hàng SCB, từ đó chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng tiêu dùng cá nhân. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, bà Trương Mỹ Lan đã chi rất nhiều tiền và quà tặng giá trị cho toàn bộ 18 thành viên của đoàn thanh tra, trong đó lót tay bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 5,2 triệu đô tương đương với gần 130 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay của các cựu quan chức. Vụ án thứ hai, 3 cựu ủy viên trung ương hầu tòa, đại án Việt Á, cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông qua thư ký của mình để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ với tổng số tiền là 2,25 triệu đô tương đương với 51,1 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lĩnh án 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 200.000 đô, Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lĩnh án 5 năm tù. Hay vụ chuyến bay giải cứu, vụ án có 25 bị cáo là các quan chức cấp cao, cán bộ được giao các trọng trách thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, các chuyến bay combo đưa công dân về nước đã cố tình nhũng nhiễu gây khó khăn để nhận hối lộ của các doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hay vụ thứ tư đó là vụ cha con của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thao túng trái phiếu lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
hay là vụ việc Trịnh Văn Quyết FLC thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng. Đây đều là những vụ đại án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận, đều đã được đưa vào xét xử, từ đó thấy được sự kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thấy được sự nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.